Trong hàng ngàn sản phẩm và phát minh được trưng bày tại triển lãm công nghệ điện tử tiêu dùng CES năm nay, các dụng cụ y tế có phần nổi bật hơn so với các năm trước. Hầu hết chú trọng vào ngăn ngừa và chẩn đoán các căn bệnh thông thường nhanh hơn và hiệu quả hơn, như là máy đo chất dinh dưỡng trong nước tiểu tại nhà IKI từ Pháp. Chúng tôi là công ty khởi nghiệp phát minh ra máy phân tích nước tiểu tại nhà dành cho những người có bệnh mãn tính như suy thận, sỏi thận hay bệnh tim mạch. Nhiệm vụ của nó là giúp bệnh nhân theo dõi chất dinh dưỡng và cân bằng chế độ ăn uống. Người sử dụng sẽ tiểu lên trên cái bảng màu này, rồi chúng tôi có một cái hộp mực như thế này. Cái này có thể dùng trong bất cứ môi trường nào và theo dõi độ tập trung của hơn 10 chất hóa học như sodium, canxi, đạm, v.v. Sau đó bỏ hộp mực này vào máy IKI và nó sẽ tự động đọc các chỉ số trong vòng 4 phút. Rồi chúng tôi có ứng dụng di động để bệnh nhân theo dõi chất lượng của nước, nước trái cây hoặc rượu tiêu thụ trong ngày. Hai dụng cụ y tế này từ Nhật giúp phụ nữ giảm nhiệt trong thời kỳ mãn kinh. Tôi phát minh ra cái máy này tên là Cool Flash với ý tưởng là điều phối thần kinh, không phải là làm mát hay là làm lạnh, mà là phụ nữ có thể dùng máy này để đối phó với các cơn nóng bừng trong thời kỳ mãn kinh. Bác sĩ Kim không cho biết cụ thể cách dụng cụ này làm gì với các hoạt động thần kinh của con người vì đang trong thời gian phát triển dụng cụ. Nữ giới chiếm khoảng 50% tổng dân số thế giới và chi tiêu trung bình của phụ nữ cho các dịch vụ y tế cao hơn nam giới. Năm nay, các thiết bị y tế điện tử chú trọng vào chăm sóc sức khỏe phụ nữ có phần tiến triển hơn các năm khác tại cuộc triển lãm công nghệ điện tử cho người tiêu dùng CES năm 2024.